Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình An ninh Hải Phòng tuần này. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Tuổi trẻ Công an Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới. Trước hết, như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin tổng hợp tình hình an ninh trật tự trong tuần. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 10 năm 2017, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2017-2020. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Nội dung ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công an thành phố và Ban tuyên giáo Thành ủy nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa hai cơ quan trong việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương và Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố. Kịp thời biểu dương, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Hải Phòng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố và đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay mặt lãnh đạo hai cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp công tác. Cũng trong dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng cho đồng chí Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố. Ủy ban Nhân dân huyện An Dương tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa khu công nghiệp Tràng Duệ với 4 xã giáp danh và khánh thành đồn công an khu công nghiệp Tràng Duệ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố. Sau 2 năm triển khai thực hiện mô hình, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 4 xã và khu công nghiệp luôn được giữ vững ổn định, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm môi trường đầu tư, an toàn, thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện và thành phố. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các chủ doanh nghiệp thường xuyên quan tâm có kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an cần nắm chắc tình hình, tổ chức thực hiện phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho các doanh nghiệp, chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài đến đầu tư, làm việc tại các khu công nghiệp, để mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa khu công nghiệp Tràng Duệ với 4 xã giáp danh thuộc huyện An Dương tiếp tục phát huy hiệu quả cao trong thời gian tới. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình liên kết đã được Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện An Dương khen thưởng. Trong tuần, Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2017. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị. 9 tháng đầu năm 2017, quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hải Phòng, Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo các lực lượng công an thành phố nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác công an, chủ động tham mưu với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết, xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kịp thời điều tra, khám phá nhanh các vụ án, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, đua xe trái phép. Công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp tiếp tục được nâng cao, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị là chủ đề được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Thành đoàn Hải Phòng lựa chọn để phát động thực hiện hàng năm nhằm khơi dậy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ trong xung kích tình nguyện đảm nhận những việc mới, việc khó, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, đóng góp tinh thần, sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ vào việc hoàn thành quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Tích cực hưởng ứng chủ đề hoạt động lớn nói trên, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở đoàn trong lực lượng Công an Hải Phòng triển khai rộng rãi, tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới và tích cực hưởng ứng bằng những chương trình hành động cụ thể, thiết thực. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã tổ chức hàng trăm hoạt động hỗ trợ tham gia xây dựng nông thôn mới với giá trị tương đương hàng trăm triệu đồng tại các vùng nông thôn, địa bàn khó khăn. Chương trình Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp bộ đoàn trong lực lượng Công an Hải Phòng xác định là một trong nội dung quan trọng của việc hưởng ứng và triển khai phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Trung ương Đoàn phát động. Qua đó, phát huy tối đa tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Công an thành phố Hải Phòng trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ Đoàn viên thanh niên Công an thành phố Hải Phòng, xứng danh là tuổi trẻ đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong lực lượng Công an Hải Phòng hiện có trên 3.000 đoàn viên thanh niên, chiếm trên 50% quân số. Tuổi trẻ Đoàn viên thanh niên Công an Hải Phòng không chỉ đảm nhận vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, mà còn thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thực hiện đề án, Đoàn Thanh niên đảm nhận giúp đỡ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo giai đoạn 2012-2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng. Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ, hỗ trợ gần 200 triệu đồng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, ủng hộ kinh phí xây dựng đường điện nông thôn, hỗ trợ con giống, vật nuôi cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động trên đã thể hiện trách nhiệm, tinh thần tình nguyện, chung sức vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an thành phố Hải Phòng, góp phần vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Đồng thời tiếp tục thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính trong lực lượng công an nhân dân, đoàn viên thanh niên công an thành phố đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng thiết thực vào công việc, vừa tạo thuận lợi, vừa nâng cao chất lượng, phục vụ nhân dân. Đoàn viên thanh niên ở nhiều đơn vị đã nhận thêm việc, làm thêm ca, thêm giờ, phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tham gia hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Điển hình là việc tổ chức cấp thẻ căn cước công dân lưu động miễn phí cho các đối tượng chính sách và người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Khắc ghi lời dạy của Bác về truyền thống uống nước nhớ nguồn, bên cạnh việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức cũng như thực hiện công tác chuyên môn, các cơ sở đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, tích cực tham gia chương trình Vì biển đảo quê hương. Tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân tại huyện đảo Bạch Long Vĩ và hưởng ứng Ngày Tình Nguyện Hồng. Trong thời gian tới, thì Đoàn Thanh niên Công an thành phố sẽ tiếp tục quán triệt đến các cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn viên trong lượng Hải Phòng về mục đích, ý nghĩa của chương trình Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đoàn trong ngoài lượng Công an Hải Phòng đẩy mạnh các hoạt động tập trung hướng về cơ sở, hoạt động triệu điểm về chung tay xây dựng nông thôn mới, qua đó để phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ Công an thành phố Hải Phòng trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của thành phố, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an dân bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Có thể nói trong những năm qua, chương trình Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành một phong trào hành động cách mạng sôi nổi của tuổi trẻ toàn thành phố. Trong đó có sự tham gia hưởng ứng tích cực hiệu quả của tuổi trẻ Công an Hải Phòng đã góp phần tạo ra sự lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả xã hội to lớn, được các cấp, các ngành và nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao.
Hy vọng trong thời gian tới, tuổi trẻ Công an Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy thêm nhiều hoạt động, nhiều việc làm thiết thực hơn nữa để chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp và đồng thời cũng là góp phần xây dựng hình ảnh người Công an Hải Phòng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình An ninh Hải Phòng tuần này của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.